các bạn thân yêu, quên thân mến, thì hôm nay là rất là nhiều bạn là hỏi mình cái máy phát cỏ đẩy mà một bánh á, đẩy một bánh thì bữa nay mình nói với thằng bạn, và thằng bạn nó kiếm được hai con, một con một bánh và một con hai bánh, và một con là sườn nội địa của Việt Nam, máy nội địa Nhật nha. Còn các con này là nội địa Nhật hoàn toàn. Các bạn phân biệt nè, con này là mang cái nhãn hiệu gì đó, sáu tem không có. Rồi con này thì mang nhãn hiệu Ryobi, nó là của hãng Mitsubishi. Các bạn thấy cần nè, rất là độc phải không? Đó, rất là độc. À, con này tem tốt, đồ này nó đầy đủ ha. Đây, các bạn thấy không, Ryobi nè, là của hãng Mitsubishi nha. Bữa nay mình biết rồi nha. Ở đây nó là mát gen da băng nè, nó có tem, thì model của nó là 220, thì chắc cái lưỡi này nó là 2 tắc 2 nè, đúng không? Đúng rồi đó. Cái gì HM220 đã, lưỡi nó 2 tắc rưỡi nè, cái vòng tròn này 2 tắc rưỡi nè, đúng rồi đó. Đó thì máy mang nhãn hiệu Ryobi của Nhật nè. Đó, tay cầm đồ rất ấy nhẹ, này chắc chừng khoảng vài ký à. Rồi còn cái con này, con này biết hiệu gì không em ơi? Con này hiệu gì em nói cho anh biết luôn đi chân. Subara. Thì mình thấy cái vàng mã vàng lưỡi, cái vàng cước của nó hay, có cái là cước nó gài vô đây ha, nó gài vô đây và nó qua những cái viên bi đè ha, nên là chắc nó quấn chứ. Đó, những viên bi đè nè. Đó thì cái này nó sẽ chạy, cước nó chạy như vậy. Còn cái dĩa này thì nó sẽ đặt ở dưới nó quay. Thì mình phát nó cũng tương tự như là phát tương tự như là cái máy mà phát lớn vậy đó. Thì cái này là lượng, cái mâm của nó khoảng 30 phân ha. Đó, cái này tem túng rồi nó ấy hết rồi, nhưng mà hàng bãi nội địa Nhật các bạn. Con này hơi bị vip á. Rồi bây giờ để mình nổ máy lên thử cho bạn xem nha. Khoan, cái con thứ ba này chứ. Con này thì cái vàng của nó là của nội địa Việt Nam. Còn Cô S. Cô S này là Cô S. Hãng Cô S. Mất tem hết rồi. Cái con này xài máy Robin nè, Subaru. Đó. Thì cái vàng này thì của nội địa Việt. Này cái máy nội địa Nhật. Cái dưới là nội địa Nhật Việt. Ổ cước thì của nội địa Nhật. Cái cần này nội địa Việt. À, như nội địa Việt Nhật. Rồi bây giờ mình sẽ lên thử mấy con này trước tiên nha. Nhẹ nhàng nổ ra không? Đó nè. Đó, đã chưa? Cái dòng Cô Quét này, máy của nó cực kỳ ấy luôn, nó là của hãng Robin á. Robin, nó của hãng Robin á. Quá đã nè, nó mình bóp ra nè. Đâu, nè, bóp cỏ này mà nó lên đã chưa? Rồi, rất ok ha. Ồ, còn rất mới luôn. Nè, nguyên zin của nó nè, sơn zin đồ luôn nha, không tốt tẹt nha. Đó, mấy dây đai này siết bên Nhật luôn nè, đẹp chưa? Rồi con thứ hai, các bạn thấy dòng chữ S nè. Đó, con này quá đẹp luôn, tem từ A tới Z luôn, hai bánh xe. Rồi, nổ không? Ôi, một phát là nổ. Đó,
dòng Mitsubishi là nghe nó nổ khác ha. Cái tiếng nghe nó nổ rất là mạnh mẽ ha. Đâu mình đi mình phát thì vậy à. Rồi làm sơ cho coi thôi, rồi tắt. Còn này thì mình đi mình phát thì vậy. Cái này phát rất là khỏe ha, dễ ha. Rồi tắt máy. Rồi quá mạnh và mẻ. Rồi con này hàng nội địa của các nước đó không? Đây chúng ta thấy ông nông dân hả vậy hả. Con này quá mạnh cho anh hỏi con này lòng bao nhiêu vậy? Dạ, 39 à. Lòng 39 à? Rồi. Sao nó không 40 luôn? Dạ, không à. À. Nó mạnh quá à. Con này mình phát cỏ mây được không? Dạ được. Cỏ gió. Dạ nó mạnh kinh lắm. À vậy hả? Mạnh quá. Rồi. Rồi như mấy con này mình có bán lẻ gì không? Hay là để trưng chơi cho nó đẹp? Để nó đẹp đẹp rồi trưng chơi. À như con này thì nó lòng bao nhiêu vậy? 32. À, tại sao nó ghi đây 250? 250 là nó 25cc. 25cc là nòng nó 32 ly. À 32 ly. À con này cũng thế à? Dạ, ba con nó khác. Grand là màu xanh này. Dạ. Echo là màu cam. Echo là cam này. Echo. Như vậy thì con này bao nhiêu tiền? Dạ. Con này bao nhiêu tiền? Con này rẻ hả? Rẻ hả? Tại vì có nhiều người họ muốn mấy người này nồi đồng cối đá à vậy hả bền thôi ai muốn biết giá thì hỏi cái thằng bán đấy. Dạ. Ha rồi mình nói thế thôi là được rồi nhỉ. Dạ. Thì nói ra có nhiều khi nó lộ nó nộ đấy rồi nó đâm ra rồi có nhiều cái nó mít lòng lắm hơn là mít bụng ha. Rồi hãy đi rồi để anh chụp một tấm ảnh đã làm kỷ niệm up lên YouTube ai đây nha. Để em xếp rồi em xếp cho anh chụp hình cho nó đẹp à. Sao không để em quay ra đi, em quay ra đi cho nó đi cho nó nhanh ha. À, không để vậy anh chụp nó ăn với ba con kia đây nè để nó ăn cái gì nó ăn. Chụp sao đây để anh muốn chụp cho hết chụp vay à? Tại sao Hoài Ninh nhái giọng họ cười mình nhái bị chửi vậy em ơi hả? Em có thể cho anh biết được không? Em thua rồi để anh qua đây anh chụp tấm ra cái đã đi vô.